Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Sử dụng gốc. Và trong video clip hôm nay thì em Biện rất được vinh dự đang đi bàn giao một combo sản phẩm hàng đặc cho anh Hùng, có địa chỉ nhà số 75 ở Duy Tân, khu 7, phường Hải Yên, Móng Cái. Thì là anh Hùng đã mua hàng bên cơ sở anh em một lần rồi và đã đặt thêm lần thứ hai là một bộ sản phẩm hoàng gia chân 14 vách cánh bướm hàng Vân VIP U Hương Đá, và kèm theo đó là một chiếc đồng hồ tứ trụ ở đây. Thì hôm nay thì em vừa bàn giao xong một không gian của khách nhà anh. Hai cái sản phẩm này là gì đặc biệt thì giờ em sẽ đi ở bên trong giới thiệu chi tiết cái hai sản phẩm này để bác xem coi nhá. Và hiện tại bộ sản phẩm hoàng gia vách cánh bướm hàng Vân VIP này em đang kê chữ H các bác nhá. Đoạn dài này em đang làm kích thước dài lên tới là 2m7, sâu là 70 và cao là 1m48 phân. Và toàn bộ thì qua nhìn xem giúp em. Bộ sản phẩm này đặc biệt là nhà em làm hàng chọn Vân VIP các bác nhá. Vân VIP là cái vách này, nhà em làm là có ở vách là vách vân đối. Một cái vách mà chọn vân đối này rất là hiếm, rất là tốn gỗ. Trương thì làm bản trương ở trương liền, khối dày 10 phân, đục tỉa hai mặt, đục bằng máy sửa lại te. Vách là vách cánh bướm, đây, rất đẹp như này, như theo đúng lối tân cổ điển. Và te thì là te đặt nguyên khối, te là te chữ C các bác nhá. Ván thì em đang làm với độ dày là 2 phân, hàng khung tranh dày 4 phân, cổ chỉ 3 tầng, chân là chân 14. Đấy, và cái đoạn dài như này thì có thể ngồi tầm 5 người lớn, ngồi vô cùng thoải mái. Toàn bộ là bên cơ sở anh em làm hoàn thiện, có 7 lớp PUM, được làm một chất liệu hương đá đỏ ra phi 100%. Anh chị em mình chiêm ngưỡng giúp em. Khi mà anh Hùng mua cơ sở anh em thì anh Hùng là bên em có tặng kèm theo anh Hùng là một cái đĩa thuận buồm xuôi gió, được làm một chất liệu gỗ hương đá đỏ nam phi. Đấy, rất đẹp như này. Tiếp đó em giới thiệu đến các bác là một chiếc bàn lớn thì em đang làm kích thước là rộng lên tới là 81 phân và dài là 1m57 phân. Mặt bàn có đục chạm khắc là hoa là tây, rất phù hợp với những dòng hoàng gia như này. Hàng khung tranh dày 4, ván thì dày 2 phân và các cái đầu khung tranh thì em làm đến rất là cong, nhìn trông rất là dẻo. Cổ chỉ 3 tầng, chân là chân 14, chân với yếm đục họa tiết hoa tây, yếm dày 4 phân anh chị em mình nhá. Và mặt bàn đục hoa tây rất đẹp như này. Và bên cơ sở anh em có tặng kèm với đó là một kính bàn, một kính đôn dày 9 ly anh chị em mình ạ. Và ở cuối đây là một chiếc đôn kẹp thất để ngồi. Đôn này em đang làm là vuông 45, rộng 45 và toàn bộ là ván dày 2 phân, cực kỳ dày dặn. Khung tranh dày 4 phân, cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng và chân yếm đục hoa tây, yếm dày 4 phân, rất là dày dặn các bạn. Và đối diện chiếc đoàn lớn thì bộ sản phẩm này kê vào trong phòng khách nhà anh Hùng là chiếm diện tích khoảng 15m2, là có hai chiếc ghế đơn. Thì em đang làm với kích thước là sâu là 79 phân và ngang sẽ rơi vào tầm là 1m2, cao 1m43 phân. Toàn bộ là có nhìn xem này, đục các họa tiết hoa tây, hoàn thiện tinh kỹ sờ, kể cả bên trong lỗ lẫn ở ngoài, nhẫn kín hết. Trương liền dày 10 phân và đục tỉa hai mặt. Đấy, do không gian diện tích của nhà anh thì nó không được rộng lắm nên là quay mặt sau khá là khó. Thì em sẽ review mặt trước các bác nhé. Trương dày 10 phân, vách dày 3 phân, vách để trơn này và vân này, vân là vân loa, rất đẹp luôn, hàng chọn vân, te đặc nguyên khối, sát cột, ván dày 2 phân, hàng khung tranh dày 4, cổ chỉ 3 tầng và chân là chân 14, yếm đục hoa là tây. Đây em sẽ ngồi thử coi xem chiếc ghế đơn này, ngồi vô cùng thoải mái nhé và giàu rộng ra. Hai chiếc ghế đơn kích thước y hệt nhau, toàn bộ là liền khối từ trên xuống dưới và hàng là hàng vân veo, cực đẹp luôn các bạn. Bộ sản phẩm này là hàng chọn vân VIP nha em. Và kèm theo đó thì anh Hùng đặt thêm ở đây là một cây đồng hồ tứ trụ mẫu cao 2m3, được làm với chất liệu gỗ hương đá đỏ lam phi 100%. Và cây đồng hồ này thì bên cơ sở nhà em làm là máy nhôm. Đấy, máy là nhôm chạy bằng pin, máy Sunny Hàn Quốc, để bảo hành các bác thì chọn đời. Và đây, cây đồng hồ tứ trụ như này là một trong những mẫu bây giờ đang cực kỳ là hot, kê với những dòng hoàng gia như này là rất là hợp lý các bạn. Và tổng quan vừa xong thì em Biện đã giới thiệu xong cho mọi người một combo sản phẩm hàng đặc của anh Hùng, có địa chỉ là số 75 Duy Tân, khu 7, phường Hải Yên, Móng Cái. Thì các bác có thời gian, có địa chỉ thì các bác có thể đến trực tiếp nhà anh Hùng tham khảo, cũng như đến tận xưởng nhà em để xem là cơ sở nhà em là cơ sở 1, nằm ở cạnh cây xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Có tổng diện tích và cây hàng mà trưng bày rộng lên tới là 5.000m2. Khi mua hàng bên nhà em sẽ bảo hành mọi người là 10 năm và chế độ 1-1 trong vòng 30 ngày. Đấy, mọi người quan tâm hai sản phẩm này muốn đặt hàng, yêu cầu nhà mình muốn tư vấn, anh nhắn tin qua số điện thoại, gọi thoại có hotline của em sẽ ghi trên phần video nhà em. Xem video của em và thấy hay hãy ủng hộ cho em bằng những nút like, chia sẻ và đăng ký kênh của em. Và giờ em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và theo dõi hết video của VIP cơ sở. Nhà em xin chào các bác ạ.